ôi ôi cứ quay quay đều này kiểu chóng mặt quá chóng mặt quá nào nhanh nào nhanh nào ôi 100 kim cương chúng phát đầu là hai hai phát sau kiểu xịt mẹ luôn anh em ạ không sao không sao không sao chúng ta kiểu phải có công mài sắt nhá có ngày nên kim nha anh em nào 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 ôi ôi oh. oh my god 11.999 kim cương yo Wow, yo, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Xí Kẹo Ay. chào mừng tất cả mọi người đến với xúc kẹo.vn nha Hiện tại thì uh, danh mục của số mình có vòng quay này Rồi là những cái uh, danh mục game nhá Là anh em có thể là mua nick Free Fire nhá Thử vận may Free Fire nha Rồi là giờ vàng kim cương rất nhiều chuyên mục hấp dẫn Ây và anh em biết tin gì chưa ạ à? Hiện tại thì uh, trong cái uh, số ác của sĩ kẹo Đang có một cái mục rất là hot Và cơ hội anh em trúng lớn kim cương cực cao Đó là vòng quay kim cương nhá Hiện tại thì trong ngũ vàng đang có 38.000 kim cương nhá Anh em sẽ quay và cơ hội trúng rất là nhiều Ở đây là anh em trúng cao nhất là 9.000 kim cương nhá Đó thử vận may nào Ui hồi hồ quá mọi người ơi Ôi chúng ta có gì đấy 15 kim cương Ây, à, <laughs> một lần quay các bạn mất 19k nha Cái này cái này hơi lỗ rồi Không sao không sao Tích cực quay tay vận may sẽ đến nào Nào Úi kiểu à, Xem xem vận may đến đâu này Ôi Yo <laughs> 2999 kim cương kìa Ôi kiểu được thật sự nhỉ Bình thường anh em phải mất hơn 500k Anh em mới, mới được 3000 kim cương nhá Wow nữa 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 thì cứ quen tay vẫn may sẽ đến nào hóng nào mọi người ơi ờ, bao nhiêu đây hai nghìn kim cương Ui, được nhỉ quay hay phát luôn chúng luôn kiểu nhưng mà mình muốn trúng cái 9.000 kim cương kia cơ tiếp tiếp tục quay một lần quay anh em chỉ mất 19 000 đồng thôi nhá nào 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 nào, nào. đến đâu đến đâu xoay vòng wow yeah ôi thật sự thật sự thật sự tuyệt vời anh em ạ à ngon 19.000 đồng các bạn tin không chúng 9 000 kim cương đây là sự thật nhá có thể bạn không tin nhưng đây là sự thật nhá hiện tại thì kẹo đang quay trực tiếp cho anh em xem này wow well well chúng ta sẽ cùng xem nào chúng gì đã đây ôi ôi ôi, chúng hai kim cương rồi không sao không sao cả <laughs> mình tin vào vận may của mình mình tin vào khả năng của mình mọi người nhé nào chúng ta cùng xem nào pha này không không chúng nữa thì nghỉ đấy Ôi 263 kim cương Thế này đèn đèn không chơi nữa anh em Chúng ta chơi vòng quay khác nhé Đây là vòng quay vũ khí mơ ước nhá Ok hiện tại hũ vàng có 19.400 kim cương nhá Rồi rồi nào rồi nào à, Quay Yo. Chúng ta trúng gì đây anh em Hóng nào <laughs> Nào 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 Ui Phát đầu tiên 5.000 kim cương tức không thể tin nổi cái này là vòng quay này anh em chỉ mất có 25.000 nhá Ôi như vậy là nếu mà anh em muốn kiểu chơi trùng lớn chơi vòng quay 25.000 đi vòng quay 19.000 đồng cũng ngon nhưng mà tôi thấy cái này ngon hơn rồi đó nào oh, 470 kim cương rồi cũng được dẫu sao nó vẫn ngon hơn anh em nạp tiền nhiều nhá Cái này là vòng quay thử vận may nhá nữa 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 nào ơi hey. Ôi ôi cứ quay quay đều này kiểu Chóng mặt quá, chóng mặt quá Nào Nhanh nào, nhanh nào Ôi 100 kim cương chúng phát đầu là hai hai phát sau kiểu xịt mẹ luôn anh em ạ Không sao, không sao, không sao Chúng ta kiểu phải có công mày sắt nhá Có ngày nên kim nha anh em Nào, 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 nào Ôi oh. oh my god 11.999 kim cương Yo Wow Đã dã man Vận may, vận may đến rồi Chơi thế nào anh em ơi Chúng lớn là phải chơi nữa thôi Một lần quay mất có 25 nghìn à Ờ... Ui 470 kim cương Không sao tôi vẫn tin vào vận may của mình Ô oh, Thôi thôi cùng chơi đâu anh em ơi Yo như vậy là kẹo vừa nói cho anh em về cái vòng quay trên số của sĩ kẹo đang rất là lời Rất là kiểu nổ trùng lớn kim cương cực kỳ cao nha Còn bây giờ nhá bạn nào muốn có ác ngon Vào thử vận may free fire 70.000 đồng nhá Đó hiện tại trên số của kẹo đang có rất là nhiều ác cho anh em mua lựa đải cái này đi. Quất luôn. Đúng rồi. Rồi, anh em chọn đăng nhập bằng Facebook nhá. Sau đó thì anh em sẽ dán vào cái mục ở ngay phía trên thôi. Đó cũng như là mật khẩu đây thì anh em sẽ dán vào nhé à, và ở đây thì các bạn lưu ý cho mình đó là anh em sẽ có những cái mã đăng nhập. Ok. Đây là một mã này. Đó, bởi vì là bên mình nó sẽ bảo mật để cho anh em thử vận may là anh em 100% đăng nhập được mà. Anh em phải nhập cái mã đăng nhập nhá. Ok sau khi kiểu vào xong thì anh em có thể kiểu đổi thông tin và tắt xác minh đi hộ bọn mình nhá đó hoặc là có vấn đề gì anh em liên hệ hỗ trợ xúc ác nhá để coi nào ui ba bốn nghìn kim cương kìa cái ác tôi thử vận may có 70 nghìn đồng này trời ơi lời dã man luôn trời anh em thế thì còn chân trừ gì nữa nhưng mà từ từ mình vào tủ đồ đã nào anh em vào xúc kẹo vn anh em chiến luôn thôi nhậu thử vận may đi ui vãi này đồ này đồ này Trời ạ, à, úi rồi ôi <laughs> Đồ thế này, này 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 anh em này Cái ác có 70 nghìn thật sự mình mình không ngờ luôn á Do Cơ bản là hiện tại đang có chương trình khuyến mãi Cho nên là anh em cái cơ hội các bạn trúng cái ác lớn Khi mà anh em thử vận may 70 000 đồng ấy nó Rất là cao Trời ơi quần này Ui rồi ôi quần áo các kiểu các kiểu các thứ Nhiều vai ra luôn này <laughs> Rồi nhá đây là giày nhá cũng như xét đổi, ui có mấy cái bộ đồ rất là rất là hiếm nha mọi người nhá và chúng ta còn có ở trong này nhá là với cái nền này có rất nhiều nền và lướt đây rất nhiều skin cho anh em xài cũng như skin súng này wow 70.000 đồng rất hot rất hot toàn những skin súng ấy. ngon thật sự luôn ạ trời ơi đã ra mà luôn ạ <laughs> ok anh em yo thì uh, hiện tại trên xúc xí kẹo uh, chấm đang có rất là nhiều những cái uh, chương trình uh, hấp dẫn dành cho tất cả anh em fan xí kẹo nha thế thì anh em ơi vào hãy thử vận may với vòng quay cũng như là ai thử vận may kiếm mát ngon luôn nhá yo chúc tất cả anh em may mắn uhm, bye bye